Đi đây. Hey. Wow. Ủa, kem gì lạ vậy? Kem gấu. Kem gấu à? Kem gấu chị chưa ăn bao giờ. Ôi thơm thế. Em thấy không? Từ lúc mà ba mình bỏ cái kem ra, tự nhiên là chị cảm giác cứ như kiểu máy lạnh phả vào mặt đấy. À thế. Wow. Yeah, chị hôm nay ngửi nó hơi mệt ấy. Mà mỗi một lần chị mệt nhá, là mẹ chị chỉ cần cho chị ăn cái gì mát mát là chị khỏi luôn ý. Mẹ cái gì? Thì đấy, cái mà nó man mát đi. Cái gì? Thì cái man mát đi. Là cái gì? Thôi lấy luôn đi. Ăn kem. Ăn đi mua kem đi. Hôm nay chị quên mất không mang tiền. Mà vừa chị thấy em được mẹ cho tiền. Thôi được rồi. Mua kem cho chị nhá. Chị ăn kem sô-cô-la nha. Đấy, ra công viên mà ngồi không á, không có cái gì ăn á thì chán một sự. Phải có cái kem ăn nó mới mát. Ôi tưởng tượng đi, mình ngồi đây được ăn cái kem, trời ơi kem. Bảo mút đi mua cái kem này mà lâu ơi là lâu. Lẫn giờ mà chưa thấy cầm cái kem về gì cả, lâu thế. Ôi em về rồi à, kem đâu. Bác chỉ bảo nhá. Ừ. Ốm sốt. Ừ. Không ăn, không hề ăn đồ lạnh. Chị đâu có bảo là chị ốm, chị sốt đâu. Chị bảo là chị hơi mệt. Và khi mệt thì chị cần cái gì đấy lạnh. Chị đâu có nói là chị bị ốm, chị bị sốt đâu. Biết ngay là biết giờ lại còn đồ chị. Có mua được không? Đi đây. Hey. Wow. Ủa, kem gì lạ vậy? Kem gấu. Kem gấu à? Kem gấu chị chưa ăn bao giờ. Đây là kem. Chị chọn kem nào? Chị chọn kem gấu. Kem nào? Chị chọn kem gấu. Trời. Chị biết ngay em thích kem gấu mà. Chị ăn kem sô-cô-la rồi. Bác ăn thì có bóc được không? Để chị bóc kìa. Không bắt. Wow, để chị bắt cho. Trời mấy cái ấy. Trời ơi, mấy kem chỉ có một cái hả mấy cái. Đoàn tuyên đoàn. Trời ơi, một chú gấu xinh xắn thế này ai lỡ ăn cơ chút. Quài thơm luôn, vị sữa chua, sô-cô-la. Của chị là cái gì đấy? Sô-cô-la và hạnh nhân. Quài thơm thế. Em thấy không? Từ lúc mà ba mình bỏ cái kem ra, tự nhiên chị cảm giác cứ như kiểu máy lạnh phả vào mặt đấy. À thế. Wow, mặc quần nó rất là đẹp, ngon rất là mát, chúng ta vẫn phải ăn thôi. Ôi, ngon lắm rồi. Các bạn ngon không em? Thôi nhưng mà mút thế thì buồn cười lắm, em sẽ đi mua cho chị ăn rồi á. Mà bây giờ chị lại ăn kem của em thì chị cũng xấu hổ lắm rồi, chị ăn kem của mình vậy. Buồn quá. Có con dao không anh? Không. Không rồi, không phải chỉ ăn cái đấy thôi à? Con của em cũng sô-cô-la mà. Sô-cô-la, đây này, hai cái mắt này, hai cái... À đây là hai cái tai này, hai cái mắt này, cái mũi này và cái miệng này. Giống hệt em. Đi công viên nhá, lần nào đi công viên mẹ thì cũng mua kem cho chị ăn. Thời thì chứ em kẹo. Có không? Thôi nhỉ? Cho con chúng mình nha. Ta kéo theo chúng mình kéo. Nhớ kìa chúng mình chơi. Ngọt quá. Cái thức ăn rất là kéo ngon à. Chỉ có sushi mới biết không? Đúng không? Ôi, lạnh lạnh quá. Nhưng mà em có bị ho không đấy? Em hả? Sao mà hả? Em bị chấn thôi. Em chỉ bị chấn thì không sợ. Không sao hết, ăn kem vào nó mới đùn lên nhanh. Bởi vì nó bị lạnh mà. Nó có vị gì hả em? Cái này của em là vị gì? Sô-cô-la sữa chua. Milk chocolate. Ngon nhỉ? Hình yêu đúng không? Ý xỉ thôi. Bây giờ kem của các em ngon nhỉ? Còn các hình yêu. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe.